Năm 248 sau khi phất cờ khởi nghĩa tại núi Quân Yên, nay thuộc xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Bà Triệu và Nghĩa Quân tiến về khu vực núi Nưa thuộc địa phận các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Như Thành để xây dựng lực lượng, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống giặc ngô. Hiện nay trên đỉnh ngàn Nưa Linh Thiêng vẫn còn lưu giữ nhiều dấu tích và truyền thuyết về bà Triệu cùng cuộc khởi nghĩa lừng lẫy do bà lãnh đạo. Bãi đất trống trên tỉnh Am Tiên thuộc dãy ngàn Nưa, tương truyền là nơi khi xưa bà Triệu dựng đại bản doanh, tập luyện cho quân sĩ. Ở nơi này, bà dựng thêm một khu chợ gọi là chợ bụa, họp vào buổi đêm. Đây vừa là nơi để người dân trong vùng giao thương, vừa là nơi nghĩa quân thu nạp lương thực vũ khí. Cách đó vài trăm mét là giếng tiên. Dù ở độ cao gần 600 mét so với mực nước biển, song lúc nào nước giếng cũng trong mát. Tương truyền, đây là nơi bà Triệu lấy nước rửa mặt mỗi khi chuẩn bị xuất quân khi lực lượng nghĩa quân lớn mạnh, từ ngàn nưa, bà Triệu cùng nghĩa quân kéo xuống đồng bằng, giành nhiều thắng lợi vang dội, khiến kẻ thù kinh hồn bạt phía. Ngày nay, tại ngàn nưa, đặc biệt là đỉnh An Tiên, còn rất nhiều địa điểm, địa danh gắn với truyền thuyết liên quan đến cuộc khởi nghĩa bà Triệu năm 248 như gò đống thóc, nơi để kho lúa của nghĩa quân, đồng kỵ, nơi nuôi ngựa chiến của nghĩa quân, bùng voi đàm, nơi tắm cho voi ao hóp nơi cung cấp nước sinh hoạt cho nghĩa quân. Sau khi khởi nghĩa bà Triệu thất bại, người dân nhớ ơn lập một ngôi đền thờ bà ngay trên đỉnh Am Tiên. Trải qua thời gian năm tháng, cho đến hôm nay, ngôi đền vẫn nghi ngút khói nhang, thể hiện sự kính ngưỡng của các thế hệ cháu con dành cho vị nữ anh hùng lừng lẫy trong lịch sử dân tộc. Hầu như là đến 90 năm này đấy, năm nào cũng đi. Nhưng mà cho các cháu nó đi cùng, cho các cháu nó am hiểu về đền bà triệu về ông cha ta ngày xưa về lịch sử đất nước đảng bộ chính quyền và nhân dân địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền cho mọi người dân ở địa phương cũng như là du khách khi đến với di tích là có trách nhiệm bảo vệ gìn giữ cái di tích gìn giữ những nét đẹp văn hóa của khu di tích và điều quan trọng nhất đó là biết trân quý những cái hiện vật mà từ thời kỳ của bà triệu còn để lại gần hai thiên niên kỷ đã qua đi trên đỉnh ngàn nưa huyền thoại những dấu tích và câu chuyện về cuộc khởi nghĩa bà triệu vẫn được nhân dân gìn giữ lưu truyền khi phách hiền ngang tinh thần chống giặc bất khuất của vị liệt nữ vẫn âm vang hồn sông núi